Thông tin trên được ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 diễn ra chiều 28 tháng 6. Theo ông Hà, với đề môn Ngữ văn phải trùng đoạn trích và lệnh hỏi như đề ra mới coi là lộ đề, còn chỉ giống tên tác phẩm thì chỉ là suy đoán của các cá nhân. Vì giới hạn ra đề là các tác phẩm trong sách giáo khoa, ông Hà thông tin với đề tiếng Anh, các ngữ liệu cần sử dụng từ nguồn tin cậy từ sách vở, các tờ báo uy tín nước ngoài, do đó việc trùng hợp là điều bình thường. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết thêm, công tác bảo mật đề thi được diễn ra chặt chẽ tuyệt đối. Thứ trưởng cũng khẳng định đến 18 giờ ngày 28 tháng 6 chưa phát hiện sai phạm nào liên quan đến việc lộ đề phát tán đề thi. Ông thường nói, nếu quá trình chấm thi phát hiện sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước khi diễn ra kỳ thi, tài khoản mạng xã hội tên Maro Kiven thông tin tiết lộ đề thi tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hội. Bài viết này chỉ rõ các nội dung sẽ có trong đề thi 3 môn, toán, ngữ văn và tiếng Anh. Tài khoản này nói rõ, với môn tiếng Anh, 7 câu ở bài đọc hiểu trong đề tiếng Anh được lấy từ một bài báo lớn của Mỹ đăng ngày 28 tháng 5. Một số câu lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2, cách đây 4 năm. Với môn toán, thông tin nói rõ, 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần, 7 câu cuối rất khó. Đặc biệt, bài viết lộ đề nhấn mạnh đất nước sẽ là tác phẩm của đề văn năm nay. Sáng 28 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát đi thông báo khẳng định tất cả thông tin đăng tải lan truyền về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đều sai sự thật. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, cả nước có 1.071.393 thí sinh, trong đó số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh. Số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.373, chiếm 5,3%. 34%. Tổng số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra kiểm tra cho thấy, trong cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, trên cả nước có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Trong số 30 thí sinh vi phạm quy chế thi có tới 26 thí sinh bị đình chỉ thi, 9 thí sinh sử dụng tài liệu và 17 thí sinh sử dụng điện thoại di động. So với năm 2023, số lượng thí sinh bị đình chỉ thi giảm 15 em. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 có tới 41 thí sinh vi phạm quy chế thi dẫn đến bị đình chỉ thi. Trưa 28 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phụ huynh phản ánh một mã đề thi môn toán bị lỗi khâu in ấn, ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh. Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc nói, Sở cũng đã nhận rồi, khi phóng viên hỏi cụ thể, vị này hẹn sẽ thông tin vào cuối buổi chiều nay. Phản ánh với phóng viên, một phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại Đắk Lắk thể hiện sự bức xúc khi đề thi bị in lỗi. Khi con đi thi về nhà, phụ huynh này hỏi làm được bài không thì con buồn không trả lời mà vứt đề thi xuống. Là giáo viên dạy toán, phụ huynh này cầm đề lên xem thì tá hỏa phát hiện nguyên một trang của đề thi toán mã 119 bị lỗi hàng chục vị trí phụ huynh này bức xúc nói một trang đề vừa lỗi văn phong tiếng việt vừa lỗi về mặt ký hiệu toán học chắc chắn khi đọc đề cháu sẽ bị tâm lý phải đoán câu từ đó có nghĩa là gì nên ảnh hưởng đến kết quả với tâm lý nặng nề như vậy không chỉ ảnh hưởng môn toán mà cả các môn ngày hôm nay đây là kỳ thi quốc gia nhưng để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy là không thể chấp nhận được một giáo viên dạy toán lớp 12 tại Đắk Lắk cho biết, nếu đúng như đề thi mà phóng viên cung cấp thì quá trình in ấn bị lỗi nghiêm trọng, từ câu chữ, ký hiệu toán, đáp án đều xảy ra lỗi. Điều này rất vất vả cho thí sinh, mất nhiều thời gian để suy luận và ảnh hưởng đến tâm lý, đặc biệt ảnh hưởng quyền lợi đến thí sinh sử dụng môn toán để xét tuyển đại học. Giáo viên này nhận xét, một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin một số đổi mới ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, đặc biệt ở phần ngữ liệu để ngữ văn để hạn chế việc học tủ, học lệch, thậm chí hạn chế được việc đoán để hay văn mẫu. Tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 chiều ngày 28 tháng 6, nói về công tác làm đề thi, giáo sư Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo chia sẻ, Chúng tôi đang định hướng đề thi càng ngày phải càng hướng đến năng lực học sinh và có sự phân hóa, đặc biệt ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Như vậy, nhiều trường đại học tốt đầu vẫn có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để làm cơ sở cho việc xét tuyển đại học. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng cho hay, đề thi tốt nghiệp năm 2024 đã mở hơn có yếu tố phân hóa hơn, chính là nhằm từng bước để chuyển trạng thái cho học sinh sang năm sẽ học và thi tốt nghiệp theo chương trình phổ thông mới 2018. Tại buổi họp báo có ý kiến cho rằng những tin đồn về lộ đề thi môn Ngữ văn thường xuất hiện nhiều hơn các môn khác và một trong những lý do chính là nguồn ngữ liệu để sử dụng và làm đề thi thường chỉ tập trung vào những tác phẩm trong sách giáo khoa. Liên quan đến ngữ liệu để ngữ văn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường cho hay, ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 chắc chắn sẽ khác với kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Bởi chúng ta đang thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa thì ngữ liệu sẽ đến từ nhiều bộ sách giáo khoa. Thứ hai, hoàn toàn có thể mở cả những ngữ liệu không trong sách giáo khoa. Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là hình thành cho học sinh phẩm chất và năng lực, chứ không phải hướng tới thuộc bài trong sách. Việc này sẽ hạn chế được việc học tủ, học lệch, thậm chí hạn chế được cả việc đoán đề hay văn mẫu. Theo ông Thưởng, Bộ Giáo dục Đào tạo và Toàn ngành Giáo dục đã và đang thực hiện một cách nghiêm túc đầy đủ Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có đổi mới thi, kiểm tra đánh giá. Ông Thượng nói, yêu cầu đặt ra là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đổi mới để đảm bảo giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy để lấy kết quả tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 không chỉ giảm số môn thi mà còn giảm áp lực, thời gian và tốn kém. Trước đó, hồi cuối năm 2023, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã công bố phương thức tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, phương án được lựa chọn là phương án 2 cộng 2, tức là hai môn thi bắt buộc ngữ văn toán và hai môn lựa chọn. Từ năm 2025 trở đi, nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bám sát nội dung mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phương án 2 cộng 2 tức gồm hai môn thi bắt buộc ngữ văn toán và hai môn lựa chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật tin học công nghệ như vậy với phương án này ngoại ngữ môn học được coi là công cụ để hội nhập không phải là môn bắt buộc theo bộ giáo dục đào tạo trong những phương án từng được đưa ra lấy ý kiến thì đây là phương án ít môn thi nhất nên chắc chắn tiết kiệm kinh phí nhất về hình thức thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận còn các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực về phương thức xét công nhận tốt nghiệp theo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình phổ thông 2018. Về lộ trình thực hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết giai đoạn 2025-2030 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp tục giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030 sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện có thể kết kết hợp dự thi trên giấy và thi trên máy tính khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 ngay sau buổi thi cuối cùng môn ngoại ngữ. Thời gian diễn ra vào 17 giờ tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên trang fanpage chính thức của Bộ. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Hơn 1 triệu thí sinh thi môn ngoại ngữ vào chiều 28 tháng 6, trong khi nhiều em đã kết thúc kỳ thi sau ca thi sáng có hơn 60.000 thí sinh được miễn bài thi này, đồng thời nhiều thí sinh học giáo dục thường xuyên chỉ đặt mục tiêu xét tốt nghiệp nên sẽ không thi ngoại ngữ. Với những thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi nhưng cần dùng điểm thi để xét tuyển đại học, thí sinh vẫn phải làm bài thi ngoại ngữ. Đến thời điểm hiện tại, kỳ thi hiện không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ lọt đề thi. Đêm trước ngày thi môn đầu tiên sáng 27 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện tin lộ đề ngữ văn người phát tán tin đồn là một nam sinh lớp 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã phủ nhận thông tin lộ đề. Theo nhận định của các giáo viên, chuyên gia, đề thi năm nay về cơ bản bám sát chương trình nhưng mang tính phân loại cao, đặc biệt dự đoán các môn sẽ ít điểm 10. Dự kiến Bộ sẽ công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7.